chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Bee Channel. Và mình là Đan Anh đây. Chúng ta đang ăn là một chiếc hộp. Đây là chiếc hộp được một chiếc điện thoại đến từ thương hiệu Wiko. Và như các bạn thấy, cái cách đóng gói bao bì này cũng khá là lạ mắt, sặc sỡ với cái màu sắc xanh bạc hà này. Mình là một fan rất là lớn của cái màu xanh bạc hà và mình cảm thấy rất là hứng thú với chiếc hộp này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau mở chiếc hộp này xem bên trong chiếc điện thoại này có gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu tiên là về phần vỏ hộp, mình cảm thấy màu sắc xanh bạc hà và màu đen kết hợp lại thì khá là thú vị. Và mình là một fan cực lớn nữa cho nên cái hộp này nó rất thu hút ánh nhìn của mình. Tiếp theo, bên trong hộp chúng ta sẽ có những vật dụng như sau. Đầu tiên là chiếc điện thoại đến từ Wiko. Chúng ta sẽ có một cáp sạc micro USB, một củ sạc, một ốp lưng trong dẻo nhựa, rất là cứng cáp và rất là chắc chắn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tai nghe của Wiko và sách hướng dẫn kèm theo một cái tấm dán màn hình. Ok, tiếp theo là về phần thiết kế của chiếc điện thoại Wiko Vmax. Dù ở phân khúc giá rẻ nhưng mà Wiko trang bị cho sản phẩm của mình một thiết kế khá hợp thời và khá quen thuộc với ngôn ngữ thiết kế gần gũi với phân khúc smartphone giá rẻ. Nói chung thì mình thấy mặt lưng sau khá là trơn tru, ngoài ra còn đi kèm với cả camera đèn flash cùng cảm biến vân tay khá là ngầu. Tuy nhiên bạn cần lưu ý vì thoạt nhìn cứ tưởng là camera kép ở mặt sau, nhưng lại không phải các bạn ạ. Chỉ là hãng bịp chúng ta bằng cách làm cái đèn flash LED mà thôi, cho nên đừng để bị lừa như mình nha. Mặt trước thì mình nghĩ rằng hãng đã khá tối giản khá là nhiều phần mặt trước, phần viền đen cũng khá là mỏng, máy có chất tai nghe 3.5 trên đỉnh trái, cây sim bên cạnh trái, nút tăng giảm âm lượng và phím nguồn bên cạnh phải, cổng micro USB ở đáy phải và phần hay ho là loa đặt ở phía mặt lưng dưới. Về tổng thể thì mình nghĩ là chiếc máy này tóm lại thì nó có một cái cảm giác cầm nắm khá là nhẹ tay, thoải mái, không bị cấn quá nhiều. Về phần màn hình thì màn hình khá là rộng rãi với kích cỡ là 5,99 inch, tỷ lệ 18:9 theo xu hướng. Độ phân giải là HD+, và với cái màn hình này thì sau khi trải nghiệm những cái như là xem phim, lướt web, chơi game thì mình nghĩ cũng khá là ổn, khá là đã mắt. Mặc dù độ phân giải màn hình chỉ dừng ở mức HD+, tuy nhiên khi xem MV YouTube để ở mức phân giải 720 thì cũng khá là hài lòng. Đối với những bạn nào khó tính một chút thì sẽ thấy độ sắc nét không được cao. Về phần camera thì máy có camera trước là 5 megapixel cộng đèn selfie flash và camera sau là 13 megapixel cũng đi kèm đèn flash luôn. Mình thấy là khá thích chế độ chụp mà máy mang lại, màu sắc khá là trung thực, cân bằng ánh sáng khá tốt, khá bất ngờ với một sản phẩm giá rẻ như thế này đúng không? Và với cam selfie thì mình thấy máy chụp đẹp, có chế độ làm đẹp, các filter đặc biệt là xóa phông cũng rất là ngon và mượt. Điều này khiến mình khá là hứng thú và cảm thấy rất là hài lòng. Ít nhất là màu sắc da mình không bị bệt, loang lổ gì hết. Khuyết điểm là nếu như mà bạn bật cái chế độ làm đẹp selfie mang ra ngoài trời thì tự nhiên da mặt bạn sẽ bị đỏ và cam bừng bừng lên một chút xíu. Tiếp theo thì về phần camera sau cũng ngon không kém luôn, chụp đẹp, độ chi tiết cao, tuy nhiên mình có cảm giác là có phần hơi tối. Xóa phông cũng rất là thích, sắc nét, rõ và chi tiết, mình rất là hài lòng. Tiếp theo là về phần hiệu năng thì máy của chúng ta sẽ sở hữu con chip là MediaTek 67394 và pin sẽ là 4000 mAh. Mình có trải nghiệm thực tế khi sạc, khi mà máy vừa sụp nguồn 0% luôn và sạc sau 1 tiếng 30 phút thì máy đã lên 50%. Điểm AnTuTu mà mình đo được là 39844 điểm, CPU là 19519 và GPU là 2522. Điểm đơn nhân là 597, điểm đa nhân là 1659. Đối với những con số này về thực tế thì mình cảm thấy máy đảm nhận các tác vụ khá tốt, nhất là đa nhiệm cũng khá ổn, mượt. Tuy nhiên thì màn hình không được căng và đồ họa hay là các độ chi tiết sắc nét không cao. Mình nghĩ điều này thì sẽ không hợp với những bạn thích chơi game phải tận hưởng đủ và đã mắt cái phần đồ họa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có bộ nhớ trong là 2GB, 16GB RAM. Bộ nhớ thẻ tối đa là 128GB microSD. Thẻ SIM là Dual Micro SIM và hệ điều hành là Android 8.1 Oreo. Ok, vừa rồi thì Đan Anh đã cùng các bạn, chúng ta đã cùng nhau mở cái hộp và chiếc điện thoại Wiko này thực sự đem lại cho mình khá nhiều bất ngờ, đặc biệt là về phần chụp hình của nó. Và với mức giá rất là rẻ thôi, tầm khoảng 1,5 triệu thì mình cảm thấy là một cái mức giá rất là dễ thở, rất là tốt. Máy này sẽ phù hợp với những bạn sinh viên, những bạn nữ không muốn bỏ nhiều kinh phí để sở hữu một chiếc điện thoại. Thì đây là một chiếc điện thoại với cấu hình tạm dùng được ở những cái tác vụ nhẹ nhàng và chúng ta sẽ có những một cái ống kính camera trước và sau chụp hình rất là đẹp. Vậy thì bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này thì hãy để lại dưới phần comment cho tụi mình cùng biết đó nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Bee Channel đó. Bye bye.